sập sàn luôn đấy, xả hết. Hôm nay có Diệp Trúng Trượt, có rất là nhiều sản phẩm cả nhà mình cùng chia sẻ này. Thả tim không ngại ngần gì, mọi người chỉ cần thả tim với là chia sẻ lên thì cái video này sẽ được viral, được mọi người biết đến rộng rãi hơn. Thì sẽ có rất là nhiều điều hời hôm nay là có rất là nhiều điều hời mọi người ạ, vô chưa khủng của TikTok. Hôm nay có táo giòn nha mọi người, có táo giòn và bánh trứng chảy của chị Hằng nữa. Lấy chưa về mọi người đang ở trong Sài Gòn. Cả nhà mình cùng chia sẻ thấy hôm nay có táo giòn, đặc biệt là có táo giòn, có táo giòn với là có bánh trứng chảy của chị Hằng Du Mục, có cây Nhật Lý á, cây giả kia. Thế thì mọi người đừng uống vui nhỉ, cẩn thận nhé, không là sẽ bị ấy đấy, bị mua người ta lừa đảo. Có táo dẻo không? Táo dẻo thì chưa có mọi người ạ, chỉ có táo giòn thôi, táo giòn của chị Hằng. Bánh trung thu á, nhìn thấy đau tí đó, dầu hàng chưa có mọi người ạ. Tí nữa mọi người cứ chia sẻ livestream thả tim đi, tầm khoảng 7-8 phút nữa thì bên mình sẽ ăn dầu hàng. Thì giờ lên nói chuyện với mọi người cho vui. Lên nói chuyện với mọi người cho vui thì đã. Tí nữa tầm khoảng 6-7 phút nữa thì anh em mình sẽ lên bỏ vào dầu hàng bán nha cả nhà nhá. Ngay chưa thả tim, ngay mà chưa follow mình cho anh em mình một follow nhá mọi người nhá, để anh em mình có động lực bán gì đấy. Có lăn nách ạ, hôm nay có lăn nách. Đúng rồi, hôm nay bị từ khi niềng răng thì giảm mấy ký luôn, bán công ty hết, bán sập sàn luôn. Bán công ty luôn mọi người ạ. Có táo, táo có nhá, táo có táo, táo giòn nhá, táo giòn chứ không phải là một táo dẻo đâu. Táo giòn với là bánh trứng chảy của chị Hằng. Cắt tóc lên người, đây, vuốt tóc lên. Đấy. Có anh Tiến có chứ, làm sao mà thiếu anh Giai được. Chào quên cho, chào Mỹ Xá nhá. Có giấy rút không nhá? Có, chắc là có. Hôm nay có rất là nhiều sản phẩm mọi người. Có cực kỳ nhiều sản phẩm đến tay mọi người luôn. Và hôm nay có deal rất là hời. Hôm nay bán chưa? Hôm nay có nha mọi người nhá. Để chờ tầm em lên tâm sự với mọi người một tí thì anh em mình sẽ bán. Chào Văn Nguyễn nha, em nhận bánh rồi. Ôi, những ai đã nhận được bánh trung thu rồi mọi người, ăn ngon lắm. Tôi cảm ơn chị Mai Mai ạ. Đây nhìn đang. Mình niềng 2-3 tuần với mọi người. Những 2-3 tuần mà giờ vẫn còn người, còn có nhiều bạn mà bảo là chưa mình mới niềng răng. Thế thì cập nhật hơi chậm. Đấy. Bây giờ đấy, công ty Hoàng Thiện bán đắt. Xin táo dẻo chưa lên được mọi người ạ. Hiện tại là có táo giòn là cũng là rất là ngon này, rất là không phải xin là có đâu mọi người, phải là làm thân, phải cực kỳ thân với là công ty Hiền Linh đấy. 8386 đúng rồi, 8386 mái đỉnh cho mọi người nha. Bánh trung thu thì hiện tại là không biết có hay chưa, nếu mà có thì tin là mình sẽ báo. Tí nữa khi nào mà có táo thì mình sẽ báo cho mọi người, nhưng mà hiện tại bây giờ chỉ có là táo giòn thôi. Còn táo dẻo thì hôm nay không có. Món gì mà ngon vậy em Hoàng? Hôm nay nhiều món lắm. Bánh trung thu hôm nay chắc là nhiều anh chị em đã nhận hàng đúng mọi người. Những ai mà đã nhận hàng rồi, mọi người nhớ nha, nhớ cất đấy và để đúng trung thu để mọi người thắp hương nha mọi người nha. Sau trung thu thì mọi người cứ ăn. Ngon lắm. Ngon cực kỳ luôn và là rất là ý nghĩa luôn nha cả nhà nha. Có áo như hôm bọn mình đi từ thiện thì tí nó sẽ có bán cho mọi người nhá. Có hôm nay có bán rất là nhiều kim ông bà đúng rồi ạ. Rất tiếc là rất nhiều mọi người, rất là nhiều anh chị là chưa nhận được bánh, nhưng mà sau cái trung thu thì những ai muốn mua thì bên mình vẫn bán cho mọi người nhá. Nhận kịp trung thu à, đúng rồi. Mong lên điều áo mail đúng không? Có hôm nay có bán áo mail điều này, có rất là nhiều. Lăn nách có nhá, không có dùng hàng, chờ mình một tí tầm 3-5 phút nữa anh em mình sẽ bán nha cả nhà. Mình thắc mắc tại sao mà 8386 ai biết tức là công ty Hoàng Tiến đấy là mà
công ty Hoàng Tiến đấy là luôn luôn là kiểu 886 là tức là kiểu gì nhỉ, phát tài phát lộc đấy, chúc mọi người là sức khỏe dồi dào, chúc anh em mình là kiểu công việc thành thuận lợi, thuận buồm xuôi gió bình yên. 886 là kiểu là phát tài phát xỉu đấy mọi người ạ. Phát tài phát lộc nhầm, phát tài phát lộc gì nhìn đang đau lắm, nhìn đang đau lắm, đau cực kỳ luôn. Ôi bán hàng đi bốc vét vừa thôi. Ôi lick kiểu gì mà con luôn bây giờ mới được 1.4k thế nào? Chưa cắn, chưa cắn. Hả? Mọi người đang đi làm, đi trên đường về. Chỗ này là không mọi người đang ăn. Mình niềng đều đang hết gần 30 củ. Vào gần 20 phút rồi mới được 1.5k này thì bán hàng cái gì? Ừ, chán. Giật đấy. Đấy, cả nhà mình cùng chia sẻ nha mọi người nhá. Chia sẻ thả tim lên mọi người ơi. Để cái livestream này được rộng rãi đến nhiều người biết. Hôm nay là có cả nghệ sĩ trẻ Tiến Nguyên. Không biết hôm nay là Linh với là Lê có tặng hoa cho sư tử gì không nhỉ? Thấy anh Tâm bảo hôm nay tặng sư tử đấy. Lan khử mùi có nha, lan khử mùi có. Lan khử mùi có nha cả nhà nhá. Táo này táo có nhưng mà táo giòn thôi. Chỉ có táo giòn. Còn táo giòn chị Hằng nha mọi người, táo giòn nhá với là bánh trứng chảy, còn mà táo dẻo thì là chưa có, chưa bán được, chưa có mà bán, hết hàng rồi mọi người ạ. Đúng rồi, chú Tiến vào đóng hài là hưu lên luôn đấy, anh Tiến vào đóng hài đi. À bị gì nhỉ, lượt TikTok mà mãi vẫn chưa vào được kìa, cái này là chắc là do ấy đấy, rồi bỏ lúc sáng đấy. Có dầu gùi đó, dầu gùi Nam với là sơ tắm. Còn dầu gội cường hàng thủ thì chưa có nha. Bánh trung thu á, khô bò có nha, bánh trứng chảy đâu ạ, bánh trứng chảy có, bánh trứng chảy là của chị Hằng bán. Bánh trứng chảy bên chị Hằng có nha mọi người, với là táo giòn, nhưng còn táo dẻo là chưa có. Lên chưa về, nhận định chưa về mọi người. Lên sửa tắm với khử mùi có nha mọi người nha, có nha, chị đang làm nha, có nha. Giờ bao giờ phải chờ đến tập 4k, 5k đấy. Đang ăn bánh trung thu mần xí mùi kìa. Úi giời. Rồi cảm ơn bạn nhá. Nên phải tầm 4-5k thì mới bán hàng được. 1k7 này, 1k4, 1k6 này thì bán hàng làm sao được. Tầm 10k đúng không? Okay. Nào có thế đầu tiên bán cái áo này, bán gì trước đây? Đồ ăn à? Food. Đồ ăn rồi. Ô đúng không? Ở 3 phút trước ấy. Sao mới có 1.6k bán á? À? Sao lại bị bóp cái thằng tá nhỉ? Hả? Mãi mà chưa lên nhỉ? Sao sớm à? Ít thì không dành nhau á. Ít thì không dành nhau à? Lệ đâu rồi? Lệ ơi! Bán gì trước đây xem hả? Hôm nay Nhật lấy đi đúng không? Anh Nhật lấy đi thì chồng ở nhà chồng bán tẻ ra luôn. À, được đấy. Hôm nay Nhật lấy đi khỏi. Có cái bịch, không có bịch, không có cái vỏ túi à? Có. Lên từ trước đi. Đưa cả cái vỏ túi đây, hộp đây để cầm cho mọi người xem. Lên cho mọi người khô bò trước đấy nhá. Khô bò gì? Đây gì? Đấy. Khô bò miếng. Rồi. Ngon quá. Rồi. Cái này khô bò. Bán khô bò mà. Ừ, khô bò. Nó thật, dơ cái này lên làm gì? Ăn kèm đấy. Khô rồi, bò. Đệ đang đi, dạo này đi công tác, đi đâu thì hỏi không nói đấy. Đi nhiều quá. Hỏi không nói các bạn ạ. Giờ là anh em mình sẽ lên khô bò trước, khô bò miếng. Quan trọng là ngày hôm nay là giá bao nhiêu để dành cho công ty Hoàng Tiến thôi. Ôi em ơi, tiếp chưa? Đưa người cho cái giá trước ra cho cái giá. Cho cái, xin cái giá mà. Hợp lý thì bán, mà không hợp lý thì thôi rồi. Nay Nhật đi khỏi thì anh mình bán. Thích thì bán, không thích thế thì thôi này. Bán hết, bán đứng view rồi, đứng view, view lên. Cả nhà mình cùng chia sẻ livestream mọi người, chia sẻ livestream anh em mình mọi người. Đâu thế? Đây, chờ một chút, set deal. Mọi người chờ để set deal nhá. Nói chung là ngày hôm nay là không cần phải hỏi lễ. Hỏi hoang đấy thôi. Hỏi hoang thôi. Mình hỏi lên lúc chiều rồi, không phải lo đâu. Nói chung là bán kiếm ít sèn để mua cái vé đi Angola. Đấy. Angola. Đấy, nên là đệ thì bây giờ cũng không có trọng lượng nữa rồi. Các bạn ạ, không có lời nói không có trọng lượng rồi.
cứ bán đi. Ừ, bán đi. Bán, yeah. Bán đủ tiền thì mình mới đi ăn online ạ. Rồi, cái đầu mã đầu tiên là anh em mình nên bò khô miếng, bò khô, khô bò miếng. Ừ, khô. Khô. Lên rồi nhá. Từ từ xem giá bao nhiêu xong là để lên đâu. 253k chỉ còn 160k thôi. 253k mà còn có 160k cho gói 250g đúng không? Hộp. À đây, cho một hộp 250g. Quái đen.